Tôi hỏi quý vị chứ tôi cũng đâu có là gì của các rạp đâu mà các rạp ưu ái cho tôi đi làm gì. Và nếu như họ ưu ái tôi bằng một cách nào đó, họ xếp cái suất nó nhiều như vậy mà không có lượng khán giả đến xem để lấp đầy cái suất chiếu đó, thì cái Tết này họ sẽ chi trả cho nhân viên và cái doanh thu của họ như thế nào? Tại vì họ cũng là một cái đơn vị và họ cũng đang là những nhà kinh doanh. Họ cũng đang cần phải có thu nhập cho cái doanh nghiệp của mình. Thì chúng ta hãy hiểu các rạp phim nó giống như một cái gian hàng siêu thị hay là một cái tiệm tạp hóa đi. Các nhà đầu tư phim là các đơn vị cung cấp bánh kẹo, bột, đường, sữa, bột giặt. Thì bây giờ chúng tôi cung cấp cho cái nhà gọi là nhà đầu gọi là cái siêu thị đó cái gì, thì cái gì họ bán được thì họ sẽ ưu tiên, họ trưng ở phía trước vậy thôi. Tôi nghĩ như vậy, đó là một cái quy luật rất là đúng của cuộc sống này. Tôi nghĩ là ai trong ngành này thì cũng sẽ hiểu được điều đó, cho nên những người mà đặt câu hỏi thì chắc là Thành nghĩ là họ cố tình đặt cho họ, chứ làm sao mà các nhà rạp có thể tự nhiên ưu ái cho một ai đó rồi xếp suất chèn những người khác, rồi cuối cùng họ bán vé không được thì làm sao họ sống? Tôi không biết cái kiên đến từ đâu, tôi thật sự luôn, và tôi không có thẩm quyền làm chuyện đó. Thành là một nhà cung cấp phim, Thành gửi phim đến cho nhà rạp, và phần còn lại là những quyết định của nhà rạp. Họ sẽ là người biết chính xác là cái sản phẩm nào sẽ bán được, thì họ sẽ là người tự phân phối cái sản phẩm của họ, bởi vì họ là một nhà cung cấp dịch vụ. Thì họ là người quyết định cái sản phẩm nào là sản phẩm được buôn bán. Thành không thể can thiệp vào để bắt họ làm khác đi cái chiến lược kinh doanh của họ được. Thành không thể làm được như vậy được. Tại vì trong cuộc sống này thì có những chuyện Thành làm sao quyết được. Doanh thu của một cái rạp phim không chỉ là doanh thu được chia cho Trấn Thành, mà doanh thu phải được chia cho tất cả các nhà đầu tư mang phim đến cái rạp đó, và mối quan hệ của cái rạp đó với tất cả những đạo diễn còn lại nữa, và còn là cái sự sinh tồn và tồn vong của cái doanh nghiệp rạp phim đó nữa. Cho nên là Thành không thể can thiệp để bắt người ta đi trái với chiến lược kinh doanh của họ được, tại vì họ cũng là một nhà đầu tư kinh doanh, thì họ trước tiên họ là cái người cần phải kinh doanh thành công cái đã, cho nên họ phải có cái quyền của họ.